Ok, hello chào anh em, mình là Bảo Nam đây. Tiếp tục được con game MU2.0 thì ngày hôm nay mình sẽ ném búng bóng nạ mới em nhá. Thực ra búng bóng nạ mới thì nó chỉ có cái thêm được búng cấp 7 thôi, thực ra toàn tất cả đều là búng búng cũ ở mẫu nạp cũ ấy em nhá. Nên là mình nạp gọi là bóng bóng nạp 1M đấy, 1 triệu đấy. Thì sẽ được một số búng số lượng búng như này. Cộng với ngày hôm nay mình sẽ xoay thêm con sói tinh, mà sói tinh khá là nhiều nhưng toàn xịt thôi. Trong đó thì sẽ mua cơ số búc cổ truyền con có 10 triệu WeCoin đấy, hy vọng sẽ gọi là ngày hôm nay sẽ may mắn anh em nhá, để kiếm ít ngọc kiếm ít đồ để nâng cấp lên đồ thôi. Còn 5 ngày nữa là nâng cấp lên set cấp 7 nên là mình giữ nguyên đồ 11 để mình nâng cấp set cấp 7. Đá thì bây giờ nó cũng khá là rẻ, không đắt đâu đấy. Tập set cấp 7 thì nó sẽ tụt về không rồi nhá, tụt về cộng không, tỷ lệ lên thì mình chưa biết server này nó lên như thế nào, nó là xịt là mất là toang đấy thì cũng căng đúng không. Bây giờ thì Nam sẽ đi ném búc luôn nhá, nên đi gà rút thôi nhé, cho nó cao ném nó xa anh em ạ, bay cao bay xa mà. Rồi bây giờ Nam sẽ ném búc ngọc trước, ngọc cổ truyền này này, mốc nạp cũng có được cả ngọc cổ truyền này em nhá, ngọc cổ truyền và các tất cả các loại búc như lần trước thôi, mốc nạp mới đấy anh em ạ. Bây giờ anh em nạp lại từ đầu luôn. Nam sẽ ném, hy vọng sẽ ra được ngọc B ngọc S BS đâu. Đây thì ngon anh em ạ. Nướng mặt chưa? Một búp. Tiếp theo búp thứ hai này, BSB. Nó sáng tạo bây giờ đứng khá là rẻ. Mỗi 3.000 một viên 3.000 Vcoin rất là rẻ, quá là rẻ. Vứt đi, đại khái là vứt đi thôi. Hồn nguyên cái này cũng được này. Này cũng rất là có giá anh này, hồn nguyên với lai là rất là có giá này nha. Không quá là nó sáng tạo thì nhiều đừng vứt đi thôi. Tầm này mà anh em cây ngọc sáng tạo nhiều lắm, cái này thì mình vứt đi à, 20 giá thôi vứt đi nhiều, vứt đi cái này không xoay không vứt được anh em ạ. Tí nữa mình xoay xoay tinh sau nhá. Rồi bây giờ mình sẽ ném búng bốc nạp về bờ ra cái gì hot hot không nào, áo hỏa thần à, quên hóa hỏa long, làm phép hỏa long ngon đấy nhỉ. Nhưng mà cái này thì cùi rồi, cái 5% thì ngon, mình đang có cái tay 5% mà làm phép hỏa long là ôm bom này có khi lại hay, 30 thằng đánh có khi lại chết ngược đúng không? Weber để lôi phòng long 44 năm phản hồi sát thương toàn đồ một ốp vậy. Búc thứ ba là Weber không, Weber quy lại dày hỏa long anh em ạ. Năm phản hồi sát thương, ui sồi ôi cùi quá. À món cùi nữa anh em, bốc nạp đấy, búc bốc nạp đấy. Weber ui rồi ơi căng đét, cái này mình nghi ném ra toàn vũ khí ấy. Ui cái này cũng vứt đi thôi nhé, bốn búc vứt đi hết nhá. Búc thứ năm là liệu có vứt đi được không, chắc chắn là vứt đi rồi nhỉ. Ba ND này vứt đi luôn, cái này tí nữa mình đi đổi đá hết đấy nhé, đổi đá thôi. Tầm này thì chỉ có đổi đá thôi, nhưng mà mũ hắc vương này hy vọng ra được cái lóc 44. Ui tiếc thế nhỉ, cũng ngon nhưng mà 45 HP nhưng mà hơi đen, người ta gọi là đen đấy. Đen sau bút thì được một bút thôi. Nam sẽ đi đổi đá hết đi, à xoay sói tinh xong, nếu mà không được thì đi đổi đổi đá vì còn phải để đồ để xoay cái sói tấn công sói phòng thủ mà, quan trọng có ra hay không. Đơn đầu tiên à, quan trọng nó phải ra lại còn sói tinh. Bây giờ Nam phải đi xoay sói tinh nhá. Anh em xem video nhớ ủng hộ một like, một đăng ký kênh, chúc anh em một buổi chiều vui vẻ. Hiện tại thì mình đang làm video buổi chiều mà 15:40 này, gần sang tối rồi mà, chiều tối thường mình làm video mình đăng vào tầm 6 giờ tối đấy. Anh em chú ý gọi là nhớ nhấn nút chuông theo dõi để hiện được thông báo một khi mình làm video bắt đầu xoay sói tinh. Sói tinh thì mình khoay khá là nhiều, không phải là ít đâu, rất rất là nhiều đấy, đến mười mấy phát đấy nhưng mà chưa lên được, toàn xịt thôi. Tỷ lệ sói tinh trên này rất là khó, 52 bùa là 60%. 1 2 3 4 về vợ ơi ngon, cố lên làm nha. Bây giờ làm con sói tinh này, đây là được cái mảnh sừng gãy thôi, sừng gãy nâng cấp lên sói tinh, tiếp tục dùng hai cái bùa, hai cái bùa 3 viên trao thôi nhé, chọn nhân vật cái lên con sói tinh là ngon. Hôm nọ lên con sói tinh nhưng mà xoay con sói tấn công thì nó chỉ để con sói tấn công chắc bán là tầm khoảng 300-400 nghìn gì đấy thôi, nó cũng rẻ mà không quá là đắt.
quá là đắt đâu anh nhỉ. Độ khó thì vẫn cao nhưng mà về cái giá trị thì nó không cao lắm, bình thường. Không phải là ở server này có món cao nhất, giá trị cao nhất là chỉ có món Queen 2 Lắc Manalot là cao nhất thôi anh. Đấy. Vì mắc là Queen 2, Queen 2 mắc là Manalot cao cực kỳ cao luôn. À, khó nhìn thế nhỉ. Đây này. Đó. Đó, ngon. Xóa tinh đây, bây giờ mình sẽ xoay con sói tấn công anh em nha. Làm sẽ xoay con sói tấn công. Hy vọng sẽ ra được con sói tấn công anh em ạ. Làm cái kiếm này cho nó hoành tráng. Mong rằng sẽ ra được con sói tấn công. Cũng là có tầm 4-500 nghìn rồi. Và 4 này. 4 8 ốp đúng không? Mà mắc binh 5 6 rồi 6 lên phát này nó 7 luôn này. Rồi, thế là xong. À, 4 5 6 7. Giờ xoay sói tấn công 5 viên trao đúng không? À, 5 viên like. Hai cái mùa bỏ vào biết ngay đó mà, ngán gì đâu, cái đầu lại bất ngờ nhỉ, cái đầu mình lại bất ngờ thì sao. 5 viên like này, 2 3 4 5 7 9, tỷ lệ rất là cao anh, 89% mà xịn thì chắc là xóa game anh em ạ, chắc là xóa game rồi. À, cố lên. Rớt này. Rớt. Ui lại ngọt ngào quá anh em ạ. Ui số tấn công như đấy. Được. Ba lần đầu tiên xoay lên anh em ạ. Nghe nó chả rực rỡ cho lắm. Có phải ra là con sói gọi là hoàng kim cơ. Cứ từ từ mai mình sẽ gom lại khả năng làm con sói hoàng kim xem có ra gì không anh nhé. Nó nhìn nó chất đấy nhờ. Cưới con sai. Tăng tấn công 10%, tăng tỷ lệ sát thương hoàn hảo 10% anh em nha. Ngon đấy. Video hồi ra gì đấy, cùng ra gì cũng ra hình người nhá. Tầm này là ra hình người rồi đấy, đẹp chưa? Bài xóa hoàng kim, được. Ném bút mốc nạ và xóa hoàng kim ngày hôm nay khá là thành công anh em ạ. Ngày mai thì mình sẽ xóa con phòng thủ. Ngày hôm kia sẽ xóa hoàng kim đấy. Gọi là tự dự án là như vậy, chắc chắn là phải có thôi. Anh em thích mình làm những video gì thì anh em comment phía dưới nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Bye bye.